Xin chào toàn thể anh em nha. Bây giờ hôm nay thì mình đang làm cái sáo cho con diều này anh em. Đây nè, làm mới có khoảng 80% thôi. Thì bây giờ là mây đang kéo tới, gió đang về nha. Mình nếu mà mình còn làm tiếp tục nữa thì tới chiều cũng chưa xong, nó không kịp để thả dưới diều đâu. Trước khi mà mình làm xong mình thấy nó hơi nặng rồi, cho nên là mình đã dùng cái đồng mồng để mình cột vô con diều này. À, còn ông này thì mình làm còn đi sơn nữa anh em, còn sơn còn gọc miệng ra cho nó rộng tí nữa. À, nói chung mà thổi thì nó kêu rồi nhưng mà mình cảm thấy nó chưa được, mình phải làm thêm chút xíu. Dù sao thì cũng cố gắng, không có kịp đâu anh em. Sẵn có gió mình sẽ đem vừa ra ha, để mình thả với cái đồng mồng coi. Còn cái ông này chắc là phải thả dưới 1m8 rồi. Quẩy thì nghe được rồi đó anh em, nghe thử nha. Đó. Cái này thì clip làm cái sáo này mình sẽ up lên sau nha. Bữa nay đi thả con diều này trước đi. Bây giờ ghim nó ở đây nha. Đây, đi thả con diều dáng chính mỹ với đồng mồng nha anh em. Nhìn nó đã không? Nhìn quá đẹp luôn ha. Hy vọng là nó sẽ bay được dưới cái dàn đồng mồng này nha. Nếu mà không được thì mình sẽ cắt bỏ bớt. Đó, rồi, bây giờ đi ra ngoài bãi nha anh em. Em thêm cây kéo nè. Chụp đây đi. Nếu như mà cái này nó có nặng á thì mình sẽ cắt bỏ bớt nha. Mình đã cột lèo xong rồi. Thì cái lèo này hôm trước sau mình để như vậy luôn à. Giờ mình sẽ xả dây ra, rồi mình giật em diều mình lên thử nha. Dây này nó hơi lớn lắm anh em, không biết là nó có bay được không nữa đây. Ê, lâu lắm rồi mới thấy gió ngon như thế này nha. Giờ tranh thủ thời gian nha anh em. Mấy diều này thật sự mà khi mình giật thì nó hơi khó, tại vì ở đây nó bị phước dây điện đó. Mình sẽ nhờ chị Dung cầm giùm mình nha, cho nó mau nha anh em. Nó phải có cái khoảng cách để mình chạy lên, không biết lên nổi không nữa nè. Rồi, nhờ chị Dung cầm lên kia, chị Dung cầm đuôi nè. Cái pha thả đầu tiên anh em thì nó bay nhưng mà mình thấy nó hơi nghiêng về bên trái một chút, cho nên mình kéo xuống nha, để nó nghiêng về mà mình thả lên cao quá một hồi á, nó lên cao nó lật xuống cái là mắc lên gọt cây luôn, mình không lấy được. Mình kéo xuống để mình chỉnh lèo lại chút xíu nha, nghiêng về bên trái nè, mình kéo qua trái một tí. Rồi thử là giật được không nha, xe qua giật thử luôn nha anh em. Trời ơi, chiếu nó quạ tới rồi. Thôi, nhờ chị Dung cầm chắc ăn anh em ơi. Lần hồi là nghỉ quay luôn á. Đây, chị Dung cầm giùm đi. Cái lần thử lúc nãy á, con diều nó bị đâm vô dây điện anh em, gãy hết hai cái rồi. Giờ còn hai cái à, mình phải cột viên đá vô nè, nó bị nhẹ đầu vậy á. Con diều này phải cột cái sáo mình mới làm vô dám hư luôn nè. Hôm trước nó bay ngon quá ta. Rồi cột viên đá vô nha, bây giờ nó chỉ còn được cái một cái đồng mồng thôi anh em ơi. Sao tự nhiên lèo cao ghê vậy, thằng chi nó lật xuống không rồi. Cái lèo nó bị chạy lên lúc nào mình không hay nữa. Rồi, chị Dung cầm giùm đi, cột dây vô. Làm lại cái nữa nha anh em. Cái này là còn có một cái đồng hồng nè. Bị vấn đề nữa là nghỉ luôn á. Rồi, chị Dung cầm giùm đi. Phần nữa nha anh em, nặng rồi, bẻ cái này bỏ bớt để không nổi vậy chứ. Cái kéo thôi anh, thôi kệ đi không sao đâu nè. Đây cầm lại lần đi,
cái mòn có một cái nó chưa nhỏ quá anh em ơi. Cái mòn cái nó chưa hơi nhỏ. Ê, ê. Trời ơi gói. Nó bị nặng đầu nữa anh em. Ôi trời ơi. Mình nghe tiếng mưa rồi. Tiếng mưa rất là lớn anh em ơi. Nghe tiếng mưa không chị Dung? Em nghe ào ào đằng kia đó. Anh em ơi, bây giờ mưa tới luôn rồi anh em. Ga chưa test được bao nhiêu hết trơn á. Tổng thất là một cái vàng đồng mộng nha. Có nhiều thì còn nguyên nhưng mà bây giờ không chơi được nữa anh em ơi. Mưa rồi. Giờ tụi mình về nha. Hẹn lại anh em vào cái clip. Ngày mai mình sẽ show cái sáu của mình ra nha anh em. Bye bye nha.